quán soi hạ cõi phàm. Bồ đề hành sự độ chúng sinh, chấn hưng đại việt truyền pháp Phật. Giáng sinh hạ cõi phàm, làm Bồ Đề đạo bảo vệ chúng sinh, tạo duyên cứu khổ Phật pháp phổ độ, giác ngộ muôn dân chân nhân tông, dẹp giặc nguyên mông đại việt oai hùng, theo bước Phật tổ rời bỏ hoàng cung, núi rừng làm nhà hành hành đâu đã. Giáng sinh hạ cõi phàm, làm Bồ Đề đạo bảo vệ chúng sinh, tạo duyên cứu khổ Phật pháp phổ độ, giác ngộ muôn dân chân nhân tông, dẹp giặc nguyên mông đại việt oai hùng, theo bước Phật tổ rời bỏ hoàng cung, núi rừng làm nhà hành hành đâu đã. Tranh pháp Phật.